Người này trước mắt là một tên côn đồ trong mắt người khác, ai ngờ sau vài năm đã thay đổi hoàn toàn, trở thành vị tướng quân mạnh nhất trong quân đội. Đại úy Hàn của tiểu đội cũng không ngờ, trong đội của mình lại xuất hiện một tên như vậy, thậm chí dám hát tại quầy đăng ký cuộc họp và hát còn to như vậy. Đây không phải là ép Hàn Hạo rời quân và về nhà sao? Ở đâu? Người này điên rồi, chắc chắn là bị nước vào đầu rồi. Sốc thêm 30 điểm, sốc thêm 19 điểm, sốc thêm 45 điểm. Lục Thần, mày điên à? Mày biết đây là đâu không? Đưa hắn lên đây, nhanh lên, mày còn thấy không đủ mất mặt à? còn để hắn lên đây tổ chức buổi liên hoan cho mày đừng vội mà mọi chuyện đã như vậy rồi thôi thì xem thử tên nhóc này định làm gì tôi không đồng ý thượng tướng vẫn đang ngồi đó mà mày từng thấy khi nào liên quân mới của chúng ta đã từng gây ra trò cười như vậy chưa người đã lên rồi cười chuyện gì vậy chúng ta không sống nhờ vào miệng người khác đâu được rồi đừng la nữa cậu thực sự nghĩ rằng mặt mũi của chúng ta chưa mất hết à hệ thống đã cộng thêm ba nghìn điểm giá trị gây sốc đại tá có việc gì tìm tôi sao gây sốc thêm ba mươi điểm cậu còn mặt mũi hỏi tôi à đại tá tôi cũng biết mà không cần ông nói ông có cảm thấy bài hát của tôi hát cũng không tệ chứ cậu im mùm lại cho tôi đưa thằng kỳ lạ này đi phòng cách ly cho tôi sau đó thông báo cho bộ binh ở quê chúng ta không cần cái này chúa ơi trời ơi lục thần cậu thật là giỏi mẹ cậu giỏi vậy giỏi quá đã được về nhà rồi báo cáo đại tá tôi vừa nghe ông nói mà cảm xúc quá chỉ vì không kìm nén được nên mới hát bài hát quân đội này ông đừng sa thải tôi cảm xúc tràn đầy cái quỷ gì đâu cả đại đội có vài trăm người tại sao chỉ có mình cậu cảm xúc tràn đầy như thằng kỳ lạ lục thần Bài anh vừa hát là một bài hát quân đội. Vâng, thưa chỉ huy, tôi đã gia nhập quân đội nhiều năm rồi mà không nghe nói đến bài hát quân đội này. Tại sao tôi chưa từng nghe nói về bài hát quân đội này? Lục Thần thay đổi biểu cảm trên mặt, ngay lập tức, anh ta bắt đầu lo lắng trong lòng, không thể tin được rằng anh ta đã hát một bài chưa có ở thời gian này, chưa ai viết bài hát này ở quốc gia. Lạc Nhất mỉm cười, anh ta quay đầu hỏi trung úy, nhân tiện, anh ta đã tạo điều kiện để làm dịu tình hình. Tôi cũng chưa từng nghe bài hát này, bạn học từ đâu? Nghe không tồi, thế giới này không có bài hát này nhưng anh ta cũng không muốn nói rằng đó là do mình viết học từ một người lính cũ cảm thấy không khí giống với buổi tập hợp lính mới rất là hòa hợp vì vậy tôi không kìm được mà hát ra ha 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 lục thần có phải đây là chương trình mà bạn đã chuẩn bị đặc biệt cho tôi không lãnh đạo cũ ông đã nghe bài hát này chưa thật sự tôi chưa nghe qua chỉ là tôi cảm thấy chàng trai này hát rất hùng hồn làm tôi nhớ lại những ngày ở xô nhớ lại đã là hơn 10 năm trước rồi ha 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 cấp trên tại sao chúng ta không hát chung chỉ hát bài này thôi đừng nói bừa mọi người đều chưa học làm sao để hát chung vừa rồi không phải đã dạy mọi người một lần rồi sao thậm chí tôi cũng nhớ được phần lớn tôi nghĩ chỉ hát bài này thôi bạn tên gì báo cáo hướng dẫn viên tôi tên là lục thần lục của biển thần của láng động không tồi không tồi bây giờ hãy để bạn dẫn dắt mọi người hát cao bài này bài hát tên gì nhỉ báo cáo hướng dẫn viên tên bài hát là một hai ba bốn ngày thế sao rất phù hợp được vậy thì để bạn dẫn hát nhé xin chào các anh em dưới đây để tôi hát bài này cho mọi người một hai ba bốn ngày có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy một hai ba bốn ngày hát cho đến khi hoa nở nước vui cũng tốt như cũ không nhớ ra cái gì rồi nhớ lại thời điểm đó như là hôm qua lặp lại không thể không nói đứa bé này đã vô tình đã nâng cao cuộc họp tập trung lần này của chúng ta rất nhiều đừng nghĩ mà nói dối thay cho anh ta tôi có thể không loại bỏ anh ta nhưng tôi sẽ theo dõi anh ta nhưng nếu anh ta tái phạm tôi sẽ không để anh ta thoát được bạn thật may mắn được chú ý ngay khi mới vào hãy nhớ về vào tập luyện tốt tôi rất mong đợi bạn đấy cuộc họp tập trung kết thúc huấn luyện tập trung bắt đầu trực tiếp mà không có sự gián đoạn hà cao sơn đã đánh cược với lục thần trước đây anh ta đã chịu đựng trong 3 ngày cuối cùng đã đến ngày bắt đầu huấn luyện tập trung anh ta vừa đưa lớp 206 đến sân tập và bắt đầu huấn luyện trả thù tất cả tập hợp tách ra theo thứ tự trước sau trái phải quỷ dữ này không phải người các lớp khác đã được thông báo nghỉ ngơi một chút chúng ta không cho phép nghỉ ngơi chút nào lên và làm ngay lục thần lắc đầu anh ta cũng cho biết rằng anh ta cảm thấy bất lực đứng yên trong 2 giờ bây giờ bắt đầu mọi người hãy lắng nghe tôi Đứng là một kỹ năng cơ bản cực kỳ quan trọng. Các bạn phải giữ nguyên tư thế theo hướng dẫn động tác. Nếu tôi thấy ai đó di chuyển, bất kể phần nào di chuyển, thời gian đứng của tất cả mọi người sẽ tăng thêm 5 phút, chỉ vì đây là lần đầu tiên mọi người đứng. Mọi người hoàn toàn không nắm bắt được cách thực hiện động tác, cộng thêm việc chưa rèn luyện khả năng chống áp lực của cơ thể, chỉ mới qua hơn 40 phút, liền có người không thể kiềm chế và bắt đầu lắc lư. Có một số người lợi dụng lúc giáo quan không chú ý, bắt đầu lén lút lắc tay chân. Bạn đã di chuyển, báo cáo tôi không có. Bạn nghĩ tôi đang quay lưng lại với bạn à? Vậy không thể giám sát vị trí của bạn. Bây giờ bạn lại di chuyển 5 cm. Bạn nghĩ tôi mù à? Cả lớp tăng thêm 10 phút, báo cáo, có gì thì nói, báo cáo. Ông không phải nói phạt thêm 5 phút thôi sao? Tại sao lại thành 10 phút? Bạn hỏi rất đúng. Tiêu chuẩn của tôi không thay đổi, chỉ tiếc là vị trí của bạn đã thay đổi. Vì vậy, 5 phút được tính vào của bạn. Bạn không báo cáo và tự ý cúi đầu, vi phạm quy tắc trò chơi, vì vậy cả lớp được nghỉ 5 phút. Tôi đi, huấn luyện viên đang bắt đầu trêu chọc người khác. Tôi nghe nói, lớp 206 ban đầu cũng được nghỉ 3 ngày giống như chúng ta, nhưng bị huấn luyện viên trừ đi 2 ngày ôi hôm nay huấn luyện viên đã trở lại trả thù ôi chết điều này thật à tất nhiên họ cũng quá đáng thương rồi chúng ta đến từ đồng bằng vùng cao từ trước đã có phản ứng độ cao thông thường sẽ được nghỉ vài ngày để nghỉ ngơi ngay cả trong vài ngày đầu của huấn luyện cũng vì lý do an toàn giảm tốc độ để mọi người thích nghi nếu muốn trách ai thì chỉ có thể trách họ không may mắn được chia vào lớp 206 lục thần cảm thấy thế nào báo cáo không tốt lắm nói nhỏ một chút tao không biết đâu lần trước là vì giọng nói nhỏ của mình anh ta chửi mình là không ăn cơm à lần này lại nói giọng nói của mình quá to đây không phải là cố ý tìm lỗi sao một giờ đã qua rồi mọi người đều làm tốt cố gắng thêm một chút và các bạn có thể nghỉ ngơi một số binh sĩ mới đơn giản là ngất đi đừng nghĩ rằng khi ngất đi thì đã xong tất cả khi tỉnh dậy hãy đi chạy vòng quanh sân cho tôi nếu ngất đi chỉ trong vài phút hãy chạy vài trăm mét cho tôi anh em tôi không thể chịu đựng được nữa bạn béo bạn có triệu chứng xe tàu không nếu có hãy ra ngoài nghỉ ngơi không tôi không chạy vòng quanh so với chạy vòng quanh tôi thả đứng như vậy đừng quản tôi đứng vững nếu bị hắn ta phát hiện thì rắc rối rồi lục thần tăng thời gian thêm 10 phút báo cáo là thế nào anh không chịu à hà giáo quan rõ ràng nói nếu một người di chuyển thì cả lớp đều bị phạt tại sao đến tôi lại chỉ phạt một mình sao anh không chịu nếu không chịu bạn có thể chọn rời đi hà giáo quan anh dám đến đây và so sánh với tôi không ai đứng lâu hơn sốc công 10 điểm công 10 điểm công 15 điểm bạn cười cái gì tôi cười vì bạn không dám so sánh với tôi tôi là huấn luyện viên của bạn ở đây bạn chỉ có phục tùng so với tôi bạn vẫn chưa đủ tư cách nếu sợ thì sợ thôi bạn nhỏ này tăng thêm 10 phút nữa theo tiêu chuẩn của binh sĩ mới thực ra có thể kiên nhẫn trong 30 phút đã tốt rồi có thể kiên nhẫn trong một giờ đã được coi là rất tốt mở bảng thuộc tính bảng thuộc tính đã được mở xin hãy xem tên lục thần chiều cao 182 cm cân nặng 68 kg sức mạnh 9 giá trị sức mạnh đại diện cho một lần đánh sức mạnh mạnh nhất có thể đạt được nhanh nhẹn 9 giá trị nhanh nhẹn đại diện cho khả năng phản ứng độ phối hợp cơ thể tốc độ di chuyển giá trị sức khỏe 10 đại diện cho sức chịu đựng của cơ thể khả năng chống đánh và chống khí hậu cực đoan, khả năng lành vết thương và những khả năng tương tự, thạo việc bắn súng 4000 trên 5000, thành thạo, thạo việc tư thế lính, cấp độ sách giáo trình, lái nhẹ nhàng và thành thạo, muốn mua ba cú đánh cơ bản từ cửa hàng, số dư giá trị vàng là 5700 điểm, hệ thống nhắc nhở có đáp ứng điều kiện mua hàng, có muốn mua ngay không? Ba cú đánh cơ bản, hệ thống mua hàng, mua hàng thành công, hiện tại là cơ bản về kỹ thuật cơ thể hoàn toàn hợp nhất, ba cú đánh, 0.1510. Xin hãy trở về nơi của anh, đây là lãnh thổ của tôi, Hèn Chi anh may mắn không tệ, đây là một tài năng tốt, tôi không biết đó có phải là một tài năng tốt không, cần anh đến đây để làm nhảm, đừng giấu tôi, cẩn thận tôi thật sự tranh đấu với anh đấy, anh thử xem, được rồi, tôi sẽ đi tìm sư phụ ngay bây giờ, đợi đã, đợi đã, nếu anh đi, tôi sẽ tiết lộ chuyện anh lén nhìn trung úy nữ binh, nói cho anh ta biết, Hà Cao Sơn cười như điên, ha 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 ha, đã tìm ra điểm yếu của đối phương, xin chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành ba kỹ thuật cơ bản, tình hình thế nào, tại sao tôi cảm thấy thằng nhỏ này đột nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thằng này thật kỳ quặc nếu không chịu nổi hãy từ bỏ tôi thầm nghĩ ông già tàn nhẫn này thật đáng ghét tại sao mồ hôi lại đen đến đây mọi người gì vậy hà giáo quan anh ta có bị sốt không may đã từng thấy ai đứng mà bị sốt chưa trong trận tranh đấu quốc tế lần trước đã có một số trường hợp xảy ra sốt trong lúc đứng bảo vệ nhưng vì anh ta không ngã xuống mọi người đều không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề cuối cùng dẫn đến cái chết đồ khốn cho một phản ứng đi đừng giả vờ chết đã xảy ra chuyện gì tình hình là sao vậy cậu đang làm cái gì vậy đứng tư thế quân đội cũng có thể sốt báo cáo thượng úy hả anh có lẽ nhầm rồi tôi không bị sốt đâu cậu vừa mới đã ngất đi chúng tôi gọi cậu cũng vô ích bác sĩ cậu nói anh ta không sao giáo quan hả anh ta khỏe mạnh anh lại cảm thấy không hài lòng giáo quan này cũng quá độc rồi không sao là tốt tôi vừa mới căng thẳng lắm không chỉ không sao mà còn thằng nhỏ này rất khỏe mạnh và tất cả các chỉ số đều rất tốt được coi là người có thể lực tốt nhất trong vài năm qua cái gì mà đỉnh thế này thế giáo quan này sao lại thần kinh như vậy báo cáo giáo quan lớp hai trăm sáu đã hoàn thành việc tập trung đầy đủ phải có mười hai người thực tế có 11 người. Lục Thần vào hàng đi, biết tại sao buổi học đầu tiên của lớp, để mọi người đứng thẳng không? Bạn nói, báo cáo giáo quan, để sửa chữa dáng người của chúng tôi, thay đổi tình trạng còng lưng và tư thế không đúng, giữ lại tư thế đứng và ngồi của người lính một cách đứng đắn. Được rồi, tới anh nói đi, bạn nghĩ là do nguyên nhân gì? Bạn nghĩ gì thì nói đó, nhìn anh ta cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi cho rằng đây là môn học bắt buộc trong quá trình huấn luyện binh lính mới, vì vậy, bất kể lý do gì, chúng ta là binh sĩ, chúng ta nên hoàn thành nhiệm vụ mà không có điều kiện. Tôi nghĩ rằng bạn đang liếm chó nhưng câu trả lời này tôi rất hài lòng người lính coi việc tuân thủ mệnh lệnh là trách nhiệm trời phú đây là sự thật vĩnh cửu không thay đổi nhưng việc đứng thẳng tư thế là lý do quan trọng nhất là để cho các bạn biết về sự tàn nhẫn trong quân đội dù cho bạn đứng yên cũng có thể rèn luyện sự gan dạ về các lý do khác không phải không có chỉ là ở phía tôi mục tiêu quan trọng nhất là để các bạn trẻ này không trở thành tay súng không kinh nghiệm khi gặp chiến đấu thực sự các bạn có cảm thấy tôi rất tàn nhẫn khi các lớp khác đều đi ăn tại sao không dẫn các bạn đi tôi thực sự không dẫn các bạn đi ăn tất cả đều có mục tiêu chạy bộ quanh núi, dễ trái bình thường. Tình hình này là gì vậy? Còn không cho người sống sao? Tôi nghĩ anh ta chắc chắn muốn giết chúng ta, thật là đen đủi. Làm sao lại gặp được một huấn luyện viên như thế này? Mẹ ơi, con muốn về nhà. Tôi đã xem menu rồi, hôm nay ăn thịt bò hầm. Mày còn nói menu lúc này à? Đói quá, chạy bộ quanh núi cũng cách 10 km đấy. Anh em, anh có sao không? Tôi không sao, bác sĩ nói tôi có thể chất tốt hiếm thấy. Anh yên tâm đi, anh cứ nói đi, tôi xem lần này anh sẽ thế nào. Hay cùng thi đấu, thi đấu thôi, dù tôi béo nhưng tôi có tinh thần nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ bất ngờ dẫn dắt một đồng đội chạy đến điểm đích thưởng một nghìn điểm thành thạo cho chủ nhân đồng thời thưởng một lần tăng điểm kỹ năng cho đồng đội bạn béo bạn nói đi chúng ta bắt đầu từ đây nếu anh thắng tôi tôi mời anh uống đồ uống sẵn sàng rồi bắt đầu ồ oh, trời ơi gã này đang chạy 100 trăm mét à nửa giờ sau lớp 206 đã chạy xong một nửa quãng đường nhiều binh sĩ mới không thể chạy nữa họ đi lảo đảo kéo theo cặp vai trên lưng tuy nhiên hà giáo quan không xuất hiện trong nửa ngày nhưng đột nhiên ngồi trên một chiếc xe jeep và đuổi theo anh ta cầm một vòi xịt nước trong tay nhắm mục tiêu vào một số binh sĩ ở đuôi xe jeep tôi đếm đến ba các bạn chạy nhanh lên nếu không đừng trách tôi sau đãi các bạn tắm cả đêm anh chàng này vào trại cũng là theo sát anh chàng lục thần đó hôm nay cũng vậy nếu không có sự xuất hiện của lục thần thì vậy thì anh béo chắc chắn là mầm non tốt nhất của lớp này chỉ là như vậy cũng tốt tôi đã có hai mầm non tốt tất cả đều được đưa vào lớp chúng ta thật tuyệt vời lục thần đã đi vòng qua đỉnh núi phía sau chỉ cần đi thêm một km nữa đó là điểm tập trung anh ta bước chậm lại anh ta quay đầu nhìn đội trưởng và các binh sĩ mới khác khoảng cách có vẻ hơi xa quá tôi phải giảm tốc độ nếu không tôi sẽ quá nổi bật tưởng rằng thằng nhỏ này sẽ chạy mãi không dừng không ngờ lại giảm tốc độ anh em tôi đã nói rồi đấy chạy dài dựa vào sức bền cách bạn chạy với tốc độ cao ngay từ đầu như vậy dễ dẫn đến mệt mỏi vai bạn xem tôi gần đuổi kịp bạn rồi làm sao mà tăng tốc được nữa gã này đã tiết kiệm sức lực để chạy nhanh cuối cùng sốc cộng 15 điểm sốc cộng 22 điểm sốc cộng 31 điểm chúng ta cũng tăng tốc nào, đừng bị bỏ lại nhé. Chúc mừng mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ chạy 10 km vượt địa hình. Mặc dù mọi người chạy chậm, nhưng trong đó vẫn có một số binh sĩ có thể lực xuất sắc nổi lên. Mọi người hãy học hỏi từ họ trong các buổi tập sau này. Hãy học hỏi nhiều từ họ. Xin lỗi, huấn luyện viên Hà, đúng là một lựa chọn không khôn ngoan. Báo cáo, bạn lại có ý kiến sao? Theo như tôi biết về huấn luyện viên Hà, thời gian chạy 10 km vượt địa hình không quá một giờ, đã thuộc loại trung bình trở lên rồi. Bạn muốn nói gì? Tôi muốn nói, ngay cả binh sĩ chậm nhất của lớp 206 cũng chạy trong một giờ. Thực ra, từ một khía cạnh nào đó là lớp 206 binh sĩ mới đã vượt xa nhiều lớp khác rồi hà giáo quan không nói vài lời khen cũng không nên để mọi người chê cười đừng nghĩ rằng mình đã giỏi đến không thể tưởng tượng được lục thần khi các bạn có thể chạy trong vòng 45 phút đừng nói với tôi những điều này nữa lục thần cười cái gì vậy nếu tôi không nhầm 10 km này tôi có vẻ không vượt quá 45 phút mà hà giáo quan nói đâu 38 phút 51 giây giây bạn có chút khả năng nhưng bạn khác với họ yêu cầu của tôi đối với bạn là trong vòng 35 phút đây được tính là tiêu chuẩn gì vẫn có thể thay đổi một cách thoải mái như vậy giáo viên này rất sâu xa chắc chắn đang nhắm vào mình tất cả đều tập trung tất cả đều có mục tiêu các căn nhà gỗ bên kia tiến về phía trước mắt thám sát mắt thám sát có thể tìm kiếm các vật phẩm trong phạm vi bán kính 100 trăm mét hiệu quả thám sát vật liệu cháy rõ rệt giá bán sáu nghìn điểm giá trị gây sốc trời ơi tôi ngửi thấy mùi thịt rồi anh em chúng ta vào trong đi nói chuyện cẩn thận chúng ta không muốn bị phạt thêm lần nữa nói về chuyện này chúng ta đến căn nhà gỗ này để làm gì vậy nhiệm vụ của hệ thống là tự động dọn dẹp và tuần tra cho chủ nhân căn nhà gỗ này hệ thống thưởng kỹ năng đầu bếp cấp đặc biệt báo cáo thật là rảnh rỗi không có việc gì làm à thằng nhóc báo cáo thượng úy hả tôi chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm thôi nếu anh muốn phạt tôi hãy để tôi dọn dẹp vệ sinh mục tiêu của buổi chiều hôm nay là dọn dẹp và tuần tra kín mọi người tự chia nhóm hai người một nhóm bắt đầu dọn dẹp thôi còn đứng đó làm gì muốn ăn cơm thì nhanh lên lục thần này tự nhiên không thể ngồi yên tại sao lại kéo cả lớp đi làm việc tôi nghĩ anh ta quá tự tin làm cho mình tự phụ một chút, để anh ta tự làm đi, để anh ta làm một mình. Tôi từ lâu đã không thích anh ta, tôi ghét nhất loại người tự thể hiện như thế này. Anh, vừa mới yêu cầu đến đây để dọn dẹp và tuần tra kín, chuyện này hơi không đúng đắn ấy. Tại sao không đúng đắn? Bạn không nhìn ra được, điều này thực sự có nghĩa là gì? Tôi biết đây là ý của anh ta, nhưng ý tôi là việc này không nên do bạn nói, lần sau chú ý. Vui, nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ bạn hơn. Ngưỡng mộ à? Đúng vậy, ngưỡng mộ tôi về điều gì? Ngưỡng mộ tôi là một người thẳng thắn sao? Đúng vậy tôi chỉ muốn trở thành một người thẳng thắn như bạn nhưng tôi phát hiện ra rằng tôi chỉ có thể tưởng tượng trong đầu thực ra tôi không thể trở thành một người như bạn vui lòng chọn thuộc tính để tăng điểm cho đối phương khả năng thể lực của đội trưởng là 718. bạn làm sao lại đến đây báo cáo thượng úy hà tôi muốn hỏi một chút lớp chúng ta khi nào mới có thể tập bắn súng tại sao vẫn chưa bắt đầu chỉ muốn chạy trốn à lớp các bạn ngay cả môn huấn luyện cơ bản của binh lính bộ đội cũng chưa học đầy đủ chỉ muốn tập bắn súng sao sừng sốt cộng 9 điểm sừng sốt cộng 8 điểm thượng úy hà tôi nghĩ rằng bạn cần đưa chúng tôi tập bắn súng dù sao đó là công cụ để chúng ta chiến đấu sau này ít nhất còn nửa tháng nữa khi bạn có thể hoàn thành học xong kiến thức lý thuyết mới có thể cho bạn chạm vào thứ đó thật sự điều này không khó huấn luyện viên anh có thể kiểm tra tôi nếu tôi đạt được yêu cầu của anh hôm nay anh có thể để tôi chạm vào súng không bất ngờ cộng 37 điểm anh chắc chắn à tân binh ham học hỏi là điều tốt nhưng không thể đòi nhanh và yêu cầu thế được anh chàng này tôi thấy không tồi tôi hy vọng anh có thể xây dựng nền tảng tốt đừng như tôi qua cố gắng ở giai đoạn đầu sau đó làm tổn thương nền tảng. Cảm ơn sự chỉ dạy của tiền bối, chỉ là tôi cảm thấy, nền tảng của tôi đã rất vững chắc rồi, anh có thể kiểm tra tôi. Bất ngờ cộng 88 điểm, anh nói xem đây là một khẩu súng gì? Đây là một khẩu súng bán tự động đã nên nghỉ hưu, là mẫu đầu tiên của Đại Hạ Quốc, súng trường sản xuất trong nước, anh xem cái này, tiền bối cũng biết, đạn DC-72 do Mai Duy Ken sản xuất, lấy từ đâu vậy? Mày mắt tinh thật đấy, chỉ là tao muốn hỏi thôi, mày làm sao biết về viên đạn này? Đây là một viên đạn nổ, dùng cho cuộc tập trận quốc gia của Mai Ken và chỉ được sử dụng trong cuộc tập trận chiến đấu đặc biệt, bởi vì loại đạn này đã được thiết kế ra để phù hợp với súng của tôi. Mày làm sao biết những điều này? Tôi chỉ tình cờ đọc được một số thông tin trên mạng. Viên đạn này sử dụng công nghệ cao cực kỳ tinh vi, nghe nói nó có thể điều chỉnh kích thước dựa trên nòng súng, có thể điều chỉnh kích thước linh hoạt. Đây là viên đạn số 72 sản xuất trong nước. Mày không cần phải nói điều này. Tôi đã tin rằng anh biết cầm súng rồi. Tôi không nói sai phải không? Lão Hứa, mày chắc chắn thằng nhỏ này biết cầm súng chứ? Trực giác của tôi chưa bao giờ sai. Và nếu muốn biết thật giả, Thử một lần là biết chứ gì, thử một lần đúng không? Thử một lần xem thằng nhỏ này dám không? Không được, hắn là binh sĩ mới, chưa tham gia huấn luyện sử dụng súng, không thể mạo hiểm để cho hắn dùng. Anh chỉ là sợ chuyện thôi, anh không tin những gì tôi nói, không phải là không tin anh, chỉ là quân đội có kỷ luật, chúng ta không thể làm lung tung được. Vậy thì tôi đã biết chàng trai này có khả năng, có bắn hay không cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà, báo cáo huấn luyện viên, tôi có thể làm được, xin hãy tin tôi. Dù bạn là một xạ thủ tài ba, ở đây tôi cũng không thể để bạn chạm vào súng, đây là vấn đề kỷ luật dù bạn có căm ghét tôi, tôi cũng phải thực hiện. Có vẻ như biển số xe này là xe sửa chữa ha ha. Tôi nói tại sao không thấy các bạn ở căng tin. Hóa ra đã chạy đến đây rồi. Huấn luyện viên, anh đến đây là như thế nào? Lục Thần báo cáo huấn luyện viên, lính mới, đội 4, tiểu đội 206, lính mới Lục Thần, lão hứa à? Tôi sao nhớ, cái súng này là cái bạn đã dùng từ trước đến giờ. Mặc dù cái súng này đã được thay thế bằng phiên bản mới, nhưng nó vẫn là một khẩu súng có công lao xuất sắc, thật tốt, các lính mới cũng có mặt. Vậy thì để huấn luyện viên Hà giải thích cho mọi người. Sau đây Tôi sẽ phát biểu cho mọi người. Mọi người cùng lắng nghe. Tốt, tốt, tốt. Kể cho tôi, liên đội binh sĩ mới của chúng ta, mặc dù là cấu trúc tập huấn tạm thời, nhưng sau này, các bạn sẽ gia nhập các bộ phận khác nhau của quân đội, cũng sẽ đảm nhận các trách nhiệm khác nhau. Tôi chỉ muốn nói một câu, mọi người trong quá trình rèn luyện khó khăn và đặc biệt, hãy phát triển thành một người lính thực sự, người đang đứng trước mắt tôi, là người mà các bạn nên học tập và noi theo. Các bạn có thể nghĩ rằng, anh ta chỉ là một người lính cũ bình thường, nhưng tôi muốn nói với các bạn, anh ta còn mạnh mẽ hơn bất kỳ một người lính tinh anh nào trong đội này trong những ngày tới các bạn phải tìm cách thừa hưởng từ người lính cũ này có thể được người lính cũ này chú ý và nhận được sự công nhận từ anh ta sau 3 tháng liên đội cao nhất có thể gia nhập liên đội tiễn đao của chúng tôi tôi thấy giao quan đã lấy ra một khổ súng nếu không bắn một phát thì không thể nói qua được đâu ông hà cao sơn không lẽ ông không muốn truyền cho các bạn ở đây cách sử dụng súng tuyệt vời đó sao không có gì cả đội trưởng đang thử thách một binh sĩ mới của chúng ta đó là binh sĩ mới đó vậy là bạn sao đội trưởng chàng trai nhỏ này sao lục thần bạn muốn cầm súng à tôi biết bắn súng đấy, vì vậy tôi muốn cầm một lần, dù chỉ bắn một phát cũng được, cậu nhỏ này, còn chưa biết đi đâu, lại muốn ở đây để phục vụ tôi. Ha ha ha, đúng rồi, đúng rồi, nếu cậu có khả năng này, tôi nghĩ không có gì sai nếu để cậu thử, vì đã được chỉ huy đồng ý, vậy thì bắn một phát đi, tuân lệnh, yêu cầu của tôi là, với điều kiện đảm bảo an toàn, những điều này sẽ do đội trưởng của cậu chịu trách nhiệm, tôi tin tưởng bạn, lục thần, hiện tại bạn không thể di chuyển, hãy dùng khẩu súng tự động thế kỷ 21 này, chỉ huy, chúng ta bắt đầu từ những thứ đơn giản, anh em, tôi sẽ cho anh xem một ví dụ trước sau đó anh làm